Mến chào đại gia đình, mình chúc cho cả nhà một ngày mới được nhiều an vui. Hôm nay mình muốn chia sẻ thêm một món chay nữa đến cả nhà. Thì cái món này rất là dễ làm. Đó là ớt chuông, rồi mình làm cái nhân bằng tàu hũ, nấm mèo, bún tàu, gia vị, mình nhồi lại với nhau. Rồi mình để vô trong ớt chuông. Mời cả nhà cùng làm với mình cho vui. Ở đây mình có 3 trái ớt chuông. Mình mua sẵn ở trong cái bịch thì nó có sẵn 3 màu như vậy luôn. Nhưng mà mình sẽ dùng không có hết 3 trái này. Mình sẽ làm vài khoanh cho mỗi màu thôi. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa. Ở đây mình có một muỗng cà phê giấm. Mình dùng mỗi một màu hai khoanh thôi. Còn cái miếng nhỏ này mình cũng còn dùng lại nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi trộn nhân. Thì ở đây mình có một miếng tàu hũ. Cái loại tàu hũ này thì mình mua nó dừa thôi chứ nó không có mềm. Mình xắt như thế này để một lát mình muốn trộn sơ qua nước. Mình dùng nửa lọn bún tàu mình xắt sợi nó ra như thế này. Còn ở đây là hai cái tay nấm mèo nhỏ mình ngâm nở thì mình được bao nhiêu nấm mèo đây? Một muỗng cà phê bột bắp để một lát mình pha chung với tàu hũ để cho nó có cái độ kết dính. Một muỗng cà phê bột nêm và một muỗng cà phê đường, một chút xíu tiêu. Bây giờ mình đi trộn tàu hũ. Tàu hũ mình đã trộn sơ rồi vắt ráo lại như thế này. Thì bây giờ mình trộn gia vị vô. Ở đây mình có bột nêm với đường tiêu mình để vô hết. Bún tàu, nấm mèo mình để vô luôn. Rồi trộn nó lên như thế này. Thì ở đây mình cũng có muỗng cà phê bột bắp, mình để vô luôn cho nó kết dính. Mình thấy nó dẻo lại rồi. Rồi bây giờ mình đem ớt qua, mình để cái nhân vô. Mình đã để nhân xong rồi, là mình sẽ đem lại, mình chiên, để dầu ít thôi. Rồi mình làm sốt, rồi mình để lên, mình kho sơ lại. Mình để vô khoảng một muỗng canh dầu ăn thôi. Cái phần ớt tàu hũ mình đã làm xong rồi, thì bây giờ mình làm tới sốt. Mình cho vô đây khoảng một muỗng canh dầu, một muỗng canh gừng mình sắc sợi và một muỗng canh baro mình để vô đây phi cho nó thơm.
Ở đây mình có một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh bột nêm chay, một muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu. Ở đây mình có là gần một chén nước thì mình để vô luôn. Cái nước sốt mình làm đã xong rồi, bây giờ mình chế qua bên cái ớt. Mình nấu thêm khoảng 5 phút nữa là được rồi cả nhà. Rồi mình nêm thêm hành với ngò. Hồi nãy mình còn lại ớt đó, bây giờ mình cắt sợi sợi mình để lên luôn. Mình có thêm hành lá và ngò. Để thêm một chút xíu tiêu cho nó thơm. Món ớt chuông nhồi tàu hũ mình đã làm xong. Những cái gia vị mà mình chia sẻ thì cả nhà có thể gia giảm để vừa theo cái khẩu vị của mình. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video. Mến chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an vui trong cuộc sống. Mến chào và hẹn gặp lại lần sau.